Bản tin tổng hợp sáng ngày 17 tháng 12 Mỹ giúp Việt Nam nâng cao chất lượng dự báo thời tiết hàng không Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản ủng hộ Thế vận hội Bắc Kinh Quan chức Nga cảnh báo Thế chiến 3 đã bắt đầu Phóng viên Trung Quốc nằm vùng tại Starbucks, doanh nghiệp Mỹ lâm nguy chung kết Miss World 2021 hoãn giờ chót vì 17 ca nhiễm Covid-19 Malaysia là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên cấm các sự kiện mừng năm mới vì chủng Omicron Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nhiều người mắc Covid-19 chưa được phát thuốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính nghiên cứu chế tài xử lý với những người không chịu tiêm vaccine trừ người chống chỉ định tiêm. Hơn 10.000 người là nạn nhân của đường dây cho vay nặng lãi hơn 1.000 tỷ đồng. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp sáng ngày 17 tháng 12 của DKN TV. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và ngay bây giờ là những nội dung chi tiết. Mỹ giúp Việt Nam nâng cao chất lượng dự báo thời tiết hàng không. Kính thưa quý vị, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USGDA) ngày 16 tháng 12 đã ký kết thỏa thuận về việc Hoa Kỳ tài trợ kỹ thuật để nâng cao chất lượng dự báo thời tiết hàng không tại Việt Nam với tổng giá trị lên tới hơn 1 triệu đô la Mỹ. Theo VATM, dự án nâng cao chất lượng dự báo thời tiết hàng không tại Việt Nam có tổng vốn đầu tư là hơn 1,35 triệu đô la Mỹ tức là khoảng hơn 31 tỷ đồng Việt Nam. Trong đó, vốn tài trợ của USGDA là hơn 1,06 triệu đô la Mỹ và hơn 294.000 đô la chi phí tài trợ từ một nhà thầu của Hoa Kỳ. Dự án dự kiến sẽ được triển khai trong thời gian 21 tháng kể từ ngày ký kết thỏa thuận. Cũng theo VATM, việc dự báo thời tiết hàng không hiện nay vẫn hoạt động chủ yếu dựa trên phương pháp truyền thống, nên chất lượng dự báo, cảnh báo chưa được bảo đảm tối đa. Việc tiếp nhận kỹ thuật để nâng cao chất lượng dự báo sẽ giúp cho dự báo viên khí tượng và quản lý bay có thể đưa ra được cảnh báo có độ chính xác cao, bảo đảm an toàn cho các chuyến bay đến và đi. Chuyển sang một diễn biến khác, Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản ủng hộ Thế vận hội Bắc Kinh. Hãng tin Reuters cho biết, đặc phái viên của Trung Quốc tại Nhật Bản, Khổng Nguyễn Hữu, hôm 16 tháng 12 nói rằng Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sắp tới đã không may bị sử dụng như một công cụ chính trị và kêu gọi sự hỗ trợ của Nhật Bản, đồng thời cảnh báo Tokyo chớ can thiệp vào Đài Loan. Bài phát biểu của ông Khổng được đưa ra khi các thành viên của Đảng Dân Chủ Tự Do LPD của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã kêu gọi tẩy tranh ngoại giao đối với Olympic Bắc Kinh diễn ra vào tháng 2. Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã thông báo tẩy tranh ngoại giao đối với Thế vận hội Bắc Kinh do những vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông và khu vực Tân Cương của Trung Quốc, nhưng Nhật Bản vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức. Trước đó, trong ngày 16 tháng 12, ông Kishida nói rằng ông không có kế hoạch tham dự Thế vận hội mùa đông vào lúc này với một giọng điệu nhẹ nhàng. Về vấn đề này, đặc phái viên của Trung Quốc Khổng Nguyễn Hiệu nói rằng Thật không may, có những người ở Nhật Bản có cái nhìn thiên vị về hệ thống chính trị của Trung Quốc và đang tung tin đồn về nhân quyền ở Tân Cương và Hồng Kông. Đồng thời ông Khổng cũng mô tả, có vẻ như Thế vận hội đã được sử dụng như một công cụ chính trị. Ông Khổng nói, Trung Quốc từng ủng hộ Tokyo đăng cai Thế vận hội. Tôi nghĩ Nhật Bản nên tỏ thiện ý đối với Thế vận hội của chúng tôi. Khi nói về những căng thẳng đối với Đài Loan, nơi Trung Quốc luôn tuyên bố chủ quyền, đặc phái viên Trung Quốc nói với giọng điệu gay gắt hơn. Gần đây, Nhật Bản đã có những động thái tiêu cực liên quan đến Đài Loan. Nói rằng tình trạng khẩn cấp của Đài Loan cũng chính là tình trạng khẩn cấp của Nhật Bản. Ông không nói, đây là sự khiêu khích từ một phía và chúng tôi không thể chấp nhận điều đó. Trước đó cựu thủ tướng Shinzo Abe hồi đầu tháng cũng nói rằng Nhật Bản và Mỹ không thể khoanh tay đứng nhìn nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan và Bắc Kinh cần phải hiểu điều đó. Các bình luận đã khiến cho Bắc Kinh giận dữ, Bộ Ngoại giao của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triệu tập đại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh để họp khẩn cấp. Chuyển sang một diễn biến khác, Nga thông báo phạt công ty mẹ của Facebook 13 triệu rúp. Ngày 16 tháng 12, một tòa án của Nga thông báo rằng Nước này đã xử phạt công ty mẹ của Facebook là Meta Platforms số tiền 13 triệu rút, tương đương với khoảng 177 000 đô la Mỹ vì đã không xóa nội dung mà chính phủ Nga cho là bất hợp pháp. Đây là diễn biến mới nhất trong một loạt các án phạt mà nước Nga nhắm vào các hãng công nghệ nước ngoài. Trước đó, cơ quan giám sát viễn thông của Nga, Roskomnadzor, đã cho biết Facebook đã thực hiện các yêu cầu của Nga là xóa một số nội dung bị cấm, nhưng lại chậm trễ trong việc thực hiện yêu cầu đó. Phía Roscoe thông báo rằng Facebook đã gỡ bỏ nội dung bị cấm khỏi nền tảng của mình cũng như từ Instagram, nhưng việc xóa các nội dung bị cấm diễn ra một cách khá chậm chạp. Nga đã gia tăng sức ép lên các hãng công nghệ lớn Big Tech trong năm 2021 trong chiến dịch mà những người chỉ trích cho là động thái nhằm tăng cường việc kiểm soát Internet, qua đó tác động tiêu cực đến vấn đề tự do của cả các cá nhân cũng như doanh nghiệp. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Quan chức Nga cảnh báo Thế chiến 3 đã bắt đầu Thưa quý vị, một quan chức cấp cao của Nga cho rằng một cuộc xung đột toàn cầu trong lĩnh vực không gian mạng đã nổ ra và nó nghiêm trọng tới mức có thể so sánh với Thế chiến 3. Theo đài Archie, trong một buổi tọa đàm diễn ra vào ngày 16 tháng 12, Andrei Kruskik, quan chức của Bộ Ngoại giao Nga chịu trách nhiệm giám sát hợp tác quốc tế về an ninh thông tin, cho biết rằng một cuộc xung đột quy mô toàn cầu đã nổ ra trên không gian mạng. Ông Khrushchev cũng hy vọng rằng Nga có thể hợp tác với Mỹ để giảm mối đe dọa bắt nguồn từ các cuộc đụng độ trên nền tảng kỹ thuật số qua lại giữa các bên. Quan chức Nga cảnh báo rằng các cuộc tấn công mạng đã trở nên thường xuyên và nghiêm trọng đến mức tạo thành một cuộc xung đột quy mô thế giới mới mà công chúng không hề hay biết. Quan chức này nói, một cuộc chiến đang diễn ra và diễn ra rất khốc liệt. Dù chúng ta hành động như thể không có cuộc chiến nào, nhưng trên thực tế, các hành động thù địch toàn diện đang diễn ra trên không gian mạng và nói chung, các phương tiện truyền thông đã đúng khi nói rằng đây đã là một cuộc thế chiến ba. Chúng tôi chỉ không biết mức độ thiệt hại sẽ ra sao, cuối cùng ai sẽ thua cuộc và thế giới sẽ biến đổi ra sao sau cuộc chiến này. Ông Krusick nhấn mạnh rằng Điện Kremlin mong muốn thông qua nền tảng liên hợp quốc để đạt được các thỏa thuận quốc tế liên quan đến các cuộc đối đầu trên nền tảng kỹ thuật số. Tuy nhiên ông cáo buộc rằng Mỹ và các quốc gia khác đã can thiệp vào nỗ lực của Moscow nhằm đưa vấn đề này trở thành chủ đề ưu tiên. Hồi tháng 1, đã diễn ra một phiên họp quan trọng của một ủy ban đặc biệt của Liên Hợp Quốc nhằm phát triển công ước về chiến tranh mạng. Phiên họp nói trên là sáng kiến do Moscow ủng hộ, nhưng ông phàn nàn rằng một số bên đã cố gắng sử dụng các lý do khác nhau để làm giảm vai trò của Nga và đưa ra các điều kiện khiến quá trình đàm phán thất bại. Chuyển sang một diễn biến khác, phóng viên Trung Quốc nằm vùng tại Starbucks, doanh nghiệp Mỹ lâm nguy. Sự việc phóng viên nhà nước Trung Quốc nằm vùng tại cửa hàng của gã khổng lồ cà phê Starbucks và tiết lộ các vấn đề an toàn thực phẩm làm dấy lên làn sóng tẩy chay doanh nghiệp nước ngoài mới đây, được cho là không đơn giản như bề ngoài, mà là động thái trả đũa Mỹ sau khi nước này tẩy chay thế vô đội mùa đông Bắc Kinh 2022. Theo báo cáo của giới truyền thông đại lục, các phóng viên của tờ tin tức Bắc Kinh đã cải trang thành người lao động vào cuối tháng 10. Sau khi vượt qua 3 vòng phỏng vấn, họ được tuyển vào cửa hàng Starbucks tại thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô và đã nằm vùng ở đây. Ngày 13 tháng 12, phóng viên Chìm đã đăng một bài báo điều tra nói rằng có hai cửa hàng Starbucks tồn tại hiện tượng sử dụng nguyên liệu hết hạn sử dụng. Hạn sử dụng của một số thành phần bị quản lý và nhân viên cửa hàng tự ý sửa lại, kéo dài thêm một tuần. Vụ việc đã thu hút sự chú ý của rất nhiều kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc. Tờ Nhân dân Nhật Báo trực tuyến và thời báo hoàn cầu đều đang bình luận chỉ trích Starbucks. Nhân dân Nhật báo trực tuyến còn đăng một bài đánh giá nhanh tuyên bố rằng hành động của Starbucks khiến người ta choáng váng và không thể chịu đựng được, đồng thời yêu cầu công ty Mỹ này ngừng đắm chìm trong vầng hào quang mà không thể tự giải thoát. Tin tức này lập tức thành tìm kiếm nóng trong ngày, Starbucks ngay lập tức đăng thông tin trên Weibo cho biết họ đã chú ý đến các báo cáo và vô cùng sốc trước vấn đề an toàn thực phẩm liên quan đến cửa hàng này. Đồng thời, họ đã đóng cửa hai cửa hàng trên và mở một cuộc điều tra. Công ty này cho biết họ áp dụng cách tiếp cận không khoan nhượng đối với các vấn đề an toàn thực phẩm và hoan nghênh sự giám sát liên tục của công chúng và giới truyền thông. Các nhà bình luận nói với giới truyền thông rằng đôi khi việc phơi bày các vấn đề an toàn thực phẩm vốn không thái quá như vậy. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cử các phóng viên truyền thông đến nằm vùng tại Starbucks ngay từ đầu tháng 10 năm nay. Điều này dường như đã được tính toán từ trước và chuẩn bị để tấn công các công ty Mỹ. Đáng chú ý, bê bối của Starbucks được đưa ra ngay sau khi Washington phát động một cuộc tẩy tranh ngoại giao theo bộ đội mùa đông Bắc Kinh. Ngoài Starbucks, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh McDonald's của Mỹ ở Trung Quốc cũng vừa bị phát hiện nước sốt hết hạn và khoai tây chiên dính ruồi. Chuyển sang phần tin tiếp theo, Đan Mạch trở thành quốc gia EU đầu tiên phê duyệt thuốc viên hỗ trợ điều trị COVID-19. Chính phủ Đan Mạch đã phê duyệt thuốc viên hỗ trợ điều trị COVID-19 Monopiravir của hãng dược Mỹ Merck trở thành quốc gia EU đầu tiên có động thái này. Bác sĩ Kirstini Monhabo thuộc Cơ quan Y tế Đan Mạch hôm 16 tháng 12 cho biết, Chúng tôi khuyến nghị điều trị bằng thuốc viên vì chúng tôi tin rằng lợi ích nhiều hơn tác hại đối với những bệnh nhân COVID-19 nguy cơ trở nặng. Đồng thời, chúng tôi hoàn toàn nhận thức được rằng đây là phương pháp điều trị mới, chưa được phê duyệt và chúng tôi chưa biết nhiều. Phương pháp điều trị bằng thuốc viên Monopiravir được bán trên thị trường dưới tên Lagevrio, được cơ quan dược phẩm châu Âu EMA ủng hộ sử dụng khẩn cấp hồi giữa tháng 11, cho phép các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu EU tự quyết định liệu có nên sử dụng thuốc trước khi cấp phép chính thức hay không. Lagevrio được phê duyệt ở Anh tháng trước và đang trong quá trình được phê duyệt ở nước Mỹ. Đan Mạch đang phải hứng chịu làn sóng lây nhiễm kỷ lục và sự bùng phát của biến chủng mới Omicron được dự đoán trở thành chủng trội ở thủ đô Copenhagen trong tuần này. Hôm 15 tháng 12, Đan Mạch đã ghi nhận 8.770 ca nhiễm mới, mức cao nhất ở quốc gia 5,8 triệu dân kể từ khi đại dịch bùng phát. Tại Đan Mạch, 508 người được chẩn đoán mắc COVID-19 đang phải nằm viện, trong đó 66 người được chăm sóc tích cực. Monopiravir hoạt động bằng cách giảm khả năng sinh sôi của virus. Hãng dược Merck và đối tác Ridgeback Biotherapeutics Hồi tháng 10 đã nộp đơn đề nghị cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA phê duyệt sau khi công bố dữ liệu từ nghiên cứu giai đoạn cuối cho thấy thuốc giúp giảm 50% nguy cơ nhập viện và tử vong ở những bệnh nhân Covid-19 trưởng thành ở mức độ từ nhẹ đến trung bình. Tuy nhiên kết quả đầy đủ của thử nghiệm lâm sàng do Merck công bố vào ngày 26 tháng 11 đã gây thất vọng vì hiệu quả thấp hơn nhiều so với báo cáo trước đó. Theo kết quả đầy đủ Monopiravir giảm 30% nguy cơ nhập viện và tử vong, chứ không phải 50% như công bố trước đó. Chuyển sang một cập nhật khác. Chung kết Miss World 2021 hoãn giờ chót vì 17 ca mắc COVID-19. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 12, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Miss World 2021 tại Puerto Rico thông báo tạm hoãn đêm chung kết cuộc thi vì đã phát hiện 17 ca nhiễm COVID-19. Theo lịch Vòng chung kết sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ sáng ngày 17 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Thông cáo báo chí mới cho biết, đêm chung kết của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2021 sẽ được tổ chức lại tại đấu trường Jose Miguel Agrelot của Puerto Rico trong vòng 90 ngày sắp tới. Năm 2020, cuộc thi Hoa hậu Thế giới đã phải hoãn lại vì diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và trở lại vào năm nay bắt đầu từ ngày 21 tháng 11 vừa qua, đúng dịp kỷ niệm lần thứ 70 của cuộc thi này. Ban tổ chức đưa ra quyết định trên sau khi nhóm họp cùng với các nhà dịch tế học và các chuyên gia y tế chịu trách nhiệm giám sát cuộc thi. Theo trang National News, sáng ngày 16 tháng 12, người phát ngôn của Bộ Y tế Puerto Rico cho biết ổ dịch ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới đã ghi nhận 17 ca dương tính, bao gồm cả thí sinh và thành viên của ban tổ chức. Toàn bộ người mắc bệnh đã tiêm vaccine đầy đủ và không cần phải nhập viện, nhưng vẫn phải cách ly 10 ngày theo quy định của Puerto Rico. Đỗ Thị Hà là đại diện của Việt Nam dự thi Miss World 2021. Một diễn biến khác liên quan đến tình hình đại dịch. Malaysia cấm các sự kiện mừng năm mới vì chủng Omicron. Thưa quý vị, Malaysia trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên cấm các sự kiện mừng năm mới vì biến chủng Omicron. Hãng tin Reuters cho hay, hôm 16 tháng 12, Malaysia đã công bố các biện pháp hạn chế phòng dịch mới bao gồm cấm tụ tập đông người và yêu cầu tiêm chủng mũi tăng cường cho các nhóm nguy cơ cao để hạn chế rủi ro lây nhiễm biến chủng omicron, bộ trưởng y tế Malaysia Khairy Jamaluddin thông báo hàng loạt các cuộc tụ tập mừng năm mới sẽ bị cấm và những người tham dự các bữa tiệc cá nhân đón giáng sinh cùng với năm mới sẽ phải tự xét nghiệm covid-19. Ngoài ra người già trên 60 tuổi và tất cả những người trưởng thành tiêm vaccine COVID-19 của hãng Sinovac được yêu cầu phải tiêm mũi nhắc lại trước tháng 2 năm 2022 để bảo đảm tình trạng đã được tiêm chủng đầy đủ. Các yêu cầu mới được đưa ra trong bối cảnh Malaysia báo cáo trường hợp nhiễm biến chủng Omicron thứ hai. Bộ trưởng Khairi Jamaluddin cho biết, các nhà chức trách cũng đang xác minh thêm 18 trường hợp nghi nhiễm biến chủng mới này. Kết quả dự kiến sẽ có vào ngày 17 tháng 12. Tiếp theo chương trình là cập nhật về tình hình trong nước. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, ông đã nhận được nhiều phản ánh người mắc Covid-19 chưa được phát thuốc điều trị, trong khi Bộ Y tế khẳng định đã cấp đủ thuốc cho các địa phương. Cụ thể, theo tường thuật của trang VnExpress, phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 với đại diện của 63 tỉnh thành vào chiều ngày 16 tháng 12, ông Vũ Đức Đam nhấn mạnh, trước diễn biến lây lan của biến chủng mới Omicron trên thế giới và một số nước trong khu vực, chúng ta phải trong tâm thế biến chủng này đã xuất hiện ở Việt Nam. Ông Đam nhấn mạnh, biến chủng Delta chỉ lây lan nhanh hơn biến chủng Alpha mấy chục phần trăm, còn Omicron lây nhanh hơn Delta mấy trăm phần trăm. Vì vậy, chúng ta phải thực sự rất cảnh giác. Trước tình hình này, ông Đam đề nghị các địa phương thực hiện rốt ráo 4 vấn đề. Vấn đề thứ nhất, về việc tiêm vaccine. Theo lời của ông Đam, Bộ Y tế đã khẳng định đủ vaccine, vì vậy, thay vì tổ chức tiêm theo tinh thần ưu tiên cho nhóm người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, nay cần phải chuyển thành tiêm cho tất cả người dân thuộc nhóm tuổi chỉ định tiêm. Đặc biệt, không để con người trên 50 tuổi, người có bệnh nền trừ số ít người thuộc nhóm chống chỉ định không tiêm. Vấn đề thứ hai, bộ y tế cần có ngay văn bản khẳng định, người xét nghiệm nhanh dương tính với COVID-19 phải được điều trị, cấp mã bệnh nhân ngay, không cần phải đợi kết quả xét nghiệm khẳng định real time RT-PCR. Ông Đam nói, có những trường hợp phải đợi mấy ngày mới được xét nghiệm bằng real-time RT-PCR để được điều trị, trong khi bệnh có thể diễn biến rất nhanh. Thứ ba, Bộ y tế khẳng định cấp đủ thuốc kháng virus monopiravir và favipiravir cho các địa phương để phát ngay cho tất cả người mắc Covid. Thuốc này được khuyến cáo uống ngay sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định, không đợi tới khi có triệu chứng. Tuy nhiên, ông Đam nói rằng ông đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh là không nhận được thuốc và nhiều người đã phải nhờ vả thậm chí tìm mọi cách để mua. Như vậy, giữa báo cáo của Bộ Y tế và phản ánh từ cơ sở có độ vênh. Thứ tư, theo ông Đam, ngành y tế cần có phương án điều trị phù hợp với thực tiễn, đặc biệt cần chú trọng điều trị tại nhà, tránh tình trạng dồn lên các bệnh viện dẫn tới tầng 2, theo phân tầng của Bộ Y tế, quá tải. Ông nói, điều quan trọng là phải bảo đảm một cách thực chất, tất cả người bị nhiễm đều được theo dõi, hỗ trợ y tế kịp thời, đặc biệt các giải pháp cách ly điều trị tại nhà phải sao cho để người dân yên tâm, không hốt hoảng, không giấu bệnh. Chuyển sang một diễn biến có liên quan, cũng tại cuộc họp nói trên, VTC News cho hay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu kiểm điểm, xác định trách nhiệm cá nhân và tập thể nếu không hoàn thành được mục tiêu tiêm chủng vaccine COVID-19. Đồng thời nghiên cứu chế tài xử lý với những người không chịu tiêm vaccine, trừ những trường hợp chống chỉ định tiêm. Cụ thể, ông chính yêu cầu chậm nhất tới cuối tháng 12 năm 2021 phải hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi. Trong tháng 1 năm 2022, phải hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi và tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến 18 tuổi. Việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 tuổi thực hiện theo kết luận của cấp có thẩm quyền và cần nghiên cứu đánh giá kỹ tác động. Các địa phương phải thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nếu có đủ vaccine mà không hoàn thành được mục tiêu tiêm chủng, thì Ban chỉ đạo phòng chống dịch các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm xác định trách nhiệm của cá nhân và tập thể Ông chính cũng yêu cầu phải đi từng ngõ, gõ từng nhà ra từng người bằng mọi cách như tổ chức các tổ lưu động để vận động người dân đi tiêm vaccine Đồng thời, nghiên cứu chế tải xử lý với những người không chịu tiêm vaccine trừ những người chống chỉ định tiêm Ví dụ như không được phép ra đường nếu mắc bệnh thì phải trả tiền điều trị Người đứng đầu chính phủ cũng yêu cầu tính toán lên kế hoạch chuẩn bị vaccine cho năm 2022 Chuyển sang phần tin tiếp theo hơn 10.000 người là nạn nhân của đường dây cho vay nặng lãi hơn 1.000 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, 51 điểm là văn phòng đại diện của công ty Tân Tín Đạt tại 28 tỉnh thành phố đã bị công an tỉnh Nghệ An khám xét để điều tra việc cho vay nặng lãi hơn 1.000 tỷ đồng với hơn 10.000 người bị hại. Theo báo công an thành phố Hồ Chí Minh, nhà chức trách đã huy động gần 500 cán bộ thực hiện chuyên án nói trên. Tin cho biết, công ty tài chính Tân Tín Đạt do Nguyễn Sĩ Dũng, 39 tuổi, ngụ ở phường Hào Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An làm giám đốc. Với vỏ bọc là công ty tài chính, nhưng thực chất Dũng đã điều hành một đường dây cho vay nặng lãi với hàng chục văn phòng ở 28 tỉnh thành trên cả nước. Mọi hoạt động của các văn phòng đại diện công ty, Dũng chủ yếu thực hiện qua phần mềm và điện thoại. Bước đầu, nhà chức trách cho biết đã bắt giữ 52 người, phong tỏa 56 tài khoản liên quan, đồng thời xác định số tiền giao dịch qua đường dây này lên tới hơn 1.000 tỷ đồng với hơn 10.000 người bị hại. Riêng Nguyễn Sĩ Dũng và Trần Văn Tấn, chú tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, là quản lý công ty đã bị công an thành phố Phan Thiết phối hợp với công an Nghệ An bắt tại trụ sở giao dịch của công ty ở thành phố Phan Thiết. Tại đây, công an đã thu giữ nhiều tài liệu thiết bị có liên quan đến việc cho vay nặng lãi, bao gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ chứng từ mua bán và cho thuê xe, máy vi tính. Được biết, Mức lãi suất cao nhất công ty này đưa ra là 5.000 đồng trên 1 triệu đồng trên một ngày, tương đương với gần 200% trên một năm. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc mục tin tổng hợp sáng ngày 17 tháng 12 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.